Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can Đào Tấn Cường về hành vi đe dọa giết người liên quan đến vụ khủng bố tin nhắn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trước đó, tối 18 tháng 8, Cục C45 Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường để điều tra hành vi đe dọa giết người. Ông Đào Tấn Cường đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.